ở kia. Mấy Thế thầy á? trò không chờ ra thăm vườn thuốc các bạn ạ, và giới thiệu cho mấy bạn. Người giao gọi cái này cái gì? Cái này á? Ra xem. Đấy, ra xem, mình đi rừng thì hay gặp lắm. Đây. Trồng chứ. Nhìn đây này. Về cây này là cáp làm thuốc dạ dày nhé. Đây. Uống Đó. à? Uống. Còn ở bên đấy nó nhiều cây này này. Bên đấy nhiều cây nhỏ đông này lắm. Cái này làm thuốc gan. Cái này làm thuốc gan. Thì ta mang nhắn thì long với hải cơ mà. Đúng không? Cái này biết cái gì không? Có. Cây này cơ. Của quân. Đây mà đi rừng ở bên ấy nó có cây này, lấy về mà uống cho chồng với lại cho cả nhà nhé. Thế này. Đi ra đây chỉ luôn cái cây kia. Biết cây này cái gì chưa? Cháu biết. Cây này là cây quân thâu. Cái rễ nó, cây này đào xuống cái rễ nó phải bằng ngón chân cái mà dài khoảng 30 mét cơ. Rễ nó như là rễ dâu ấy. Cây này á? Cây này mới là cây thuốc đau lưng mà là thuốc bổ đấy. Bọn mình mà đẻ xong, hai con dâu đẻ xong xuống giường cái lấy cái lá này cái tắm khỏi luôn. Khỏi bệnh, khỏi đau đầu. Đấy, đây đi ra lấy cái cây chấm cái mặt của cô kia. Thấy đất nhà tôi rộng không? Rộng không? Đấy. Mới lên. Đây này. Bây giờ nếu mà đây, lại đây xem này. Đây này. Ôi, nhà còn mua thêm ấy. Đây. Đây là cây đơn đăng cưa. Đơn nem. Đơn đăng cưa. Đấy. Cái này á? Cái này, đây ra cho tận nơi đi. Lấy cái lá non nó giã ra, không phải cho cái gì hết, chấm thêm mai khỏi luôn. Chú lấy cho cháu mấy cái chấm. Đấy, hôm lại còn phải thế nữa này. Đem lấy dọc đường. Không phải thế, còn thế này. Này. Còn thế này ai bị dị ứng nhá. Khối mà. Nhìn thấy là biết rồi gì nữa. Bẻ cho một cành thế thôi, đừng bẻ nữa, nó không lên được, mới trồng nó mà. Dưới đấy thì có cái loại này nó... Có loại, hai loại, loại nào cũng được. Nhưng cây này này, bị bệnh dị ứng. Hoặc gái vừa mới đẻ xong, cháu với nhà chị vừa mới đẻ xong chứ. Lấy cái lá với cái rễ này uống còn bị dị ứng nhá. Chị đang nó nổi lên như bọ nẹt, nên lấy cái này xoa vào khỏi luôn. Đúng ra. Thơm lắm. Thì hấu lo chứ về mình. Chữa viêm xoang cũng lấy nó xong đấy. Mấy răng này đi về, ôi con mun. Đây cây này, cái bứa đây này. Bứa đây. Dòng được cái bứa này đây khó lắm nhá. Không đùa đâu. Cái này á? Cái này à, cái bứa này cơ. Cái này gọi là cây mặc phây. Dâu ra. Cái bữa này là người tày người cây thuốc dị ứng. Thuốc ho. Thôi đi. Ôi giá ăn chua thích lắm. Đây còn cái này là cái thuốc bổ này, đào về tìm này, tìm thấy đâu lấy cây này về mà
làm thuốc bổ. Đây này, cái vú bò đây này, bổ. Đấy. Đi thôi, đi về. Nhớ cái cây chưa? Rộng chứ. Nên nhà tôi nó còn một cây. Cây này mới là cây quý nhất này. Cây quân dây này vừa nói quý nhất. Quý lắm, cây này quý lắm. Đấy. Mấy cái cô học trò người dao đỏ, người dao trắng này thích nghề lắm. Cái này để chữa gan này. Gan. Đấy. Còn cái này biết cái gì không? Đi làm nương thì gặp nhiều lắm. Cái này đào lấy cái rễ nó bị đau răng nhá. Đau răng sưng lên không ăn được cơm ấy. Lấy cái rễ nó đun đặc ngậm khỏi luôn. Đấy. Cây này gọi là cây bổ dạ. Còn đây nhà tôi trồng nhiều xả lắm. Xả. Còn đây nhà này, cây này là cây ăn xoa chữa gan mà rồng nó đất đây nó không hợp, nó lên kém lắm đây. Ăn xoa đấy. Đây. Cây ăn xoa. Thôi, thế thôi nhé, biết thế là được rồi. Cây này vừa mới mua 500 của họ về đây dòng đấy. Cái này á? Ừ. Vâng, cây này là cây thuốc quý đấy. Nhưng mà rồng là sống ngay. Chắc nếu mà cây con của nó bây giờ nó bán hơn 100 đấy, nhưng mà mình mua cái cây to này. Ủa, tuyệt vời.